Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của cơn bão số 3. Vào hồi 4 giờ ngày 7 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 180 km. Sức gió mạnh nhất cấp 14, tức là từ 150 đến 166 km h giật cấp 17. Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng từ 15 đến 20 km h Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 sáng nay mùng 7 tháng 9 đến đêm ngày mùng 8 tháng 9, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa to đến rất to. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 200 cho đến 300 mm, có nơi thì trên 400 mm. Ngày mùng 9 tháng -9, 9, tỉnh Quảng Ninh có mưa rào và rông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa rông thì cần đề phòng có lốc xét và cả gió giật mạnh. Diễn biến của cơn bão số 3 chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo.